À, chào các bạn. Hôm nay Helen và Bếp chuẩn bị làm cái món bún xào cây nha. Thì bún xào cây thì Helen có mua cái nấm đông cô tươi nè, với ớt chuông, cà rốt, đậu hũ chiên. Nêm thì mình có bột nêm đây. Về cái nước mình làm cái nước xì dầu á, để mình ăn kèm với cái bún á. Thì cái này Helen có bỏ tỏi nè, ớt nè. Cái này để mình cho cái xì dầu nó vô. Để mình bỏ xì dầu vô. Rồi xong rồi, tại mình ăn bún mà mình ăn với xì dầu nên nước tương cho nó đậm đà, nó ngon á. Thì nếu bạn nào không ăn tỏi thì đừng có ăn, tại vì mình thì mình xào cây nhưng mà mình thì cũng không ăn cây thật sự, cho nên mình ăn tỏi. Mình đường với tỏi với ớt á, mình làm cái nước tương như thế này. Rồi bún thì cái này là cái bún kêu là cái bún đại hàng á. Mình ngâm nước 5 tiếng đồng hồ rồi á các bạn. Sáng mình đi làm mà vừa cái mình ngâm trước. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình luộc. Cái này mình phải ngâm trước thì mình luộc mới ngon nha. Bây giờ mình chuẩn bị mình luộc. Rồi sau đó thì mình mới sắc đậu hũ với sắc ớt chuông rồi sao. Bây giờ mình đi luộc nha. Rồi bây giờ nước sôi mình chuẩn bị mình luộc nha các bạn. Mình bắt nước nước sôi. Mình cho miếng dầu vô nha. Tại mình luộc bún mình phải cho miếng dầu vô. Để cho mình luộc cái cọng bún á, nó không có bị dính. Rồi mình cho chút xíu muối vô nha các bạn. Để mình luộc cho nó đậm đà. Chút xíu muối vô, bỏ con nửa muỗng muối vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái bún vô. Thì cái bún này mình ngâm nước mấy tiếng đồng hồ rồi. Rồi xong rồi mình luộc nó cũng mau chín đó. Chứ còn nếu mà mình mà không có ngâm á thì luộc nó lâu chín á, nhiều lúc nó chín nó hoài chứ chín rượu giữa nó cũng còn cứng cứng á, không có ngon đâu. Này mình luộc chút xíu khoảng chắc cần chừng 5 phút à, xong cái mình lấy cái cọng bún lên mình ngắt gì nè, đó nhìn là nó chín, nó mau chín á. Rồi bây giờ mình sắc cái đậu hũ nè, sắc nó dài dài. Rồi mình sắc nấm đông cô nè. Mình xào chay, mình xào với nấm đông cô ngon các bạn, nó thơm. Thì mình mới đi làm về cho nên mình cũng chưa kịp chuẩn bị nè.
nấm đông cô tươi á, mình lựa cái nó lớn lớn mà nó dày á, nó thơm á, nó ngon hơn. Rồi ớt chuông thì mình cũng sắc ra nó dài dài á. Rồi còn cái cà rốt thì mình sẽ bào sợi. Mình bào dài như thế này nè. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình xào nha. Mình chuẩn bị xào nha. Mình cho dầu nó nóng rồi đó. Mình cho cái nấm vô trước. Thì cái nấm nó, mình xào nó lâu chín hơn á, mình cho nó vuông vô trước. Xong rồi mình nêm chút bột nêm vô. Mình nêm nếm theo khẩu vị nhà mình á. Rồi mình cho đậu hũ vô. Cho miếng tiêu vô nha. Đậu hũ nó chín rồi thì mình cho cái ớt chuông vô. Rồi cuối cùng thì mình cho cái cà rốt vô, mình tắt bếp nha các bạn. Tắt bếp cho mình cho cái cà rốt vô sau, tại cà rốt nó rất là mau chín. Mình trộn lên là xong rồi.
Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình trộn bún nha các bạn. Thì cái này cái bún mình đã luộc xong rồi đó, nó còn nóng nè. Thì bây giờ mình sẽ cho cái bột nêm vô. Mình canh cho nó vừa phải cái khẩu vị nhà mình. Và mình cho sẽ cái dầu dầu mè các bạn. Cho dầu mè vô. Thơm lắm. Cái món này thì phải có dầu mè. Tại cái cọng bún này thì nó dài lắm cho nên hay là muốn nó cắn ngắn cho nên hay là sẽ cắt cắt nó cục bớt rồi. Nên mình trộn xong này. Mình thử nó vừa chưa. Rồi tiếp đến thì mình sẽ cho cái đồ xào này, đó. Cái mình trộn lại thì cái bún của mình nó ngon. Rất là đơn giản phải không các bạn, rất là dễ luôn đó. Rồi cái mình trộn tới đâu thì mình nêm nếm lại cho nó vừa cái khẩu vị nhà mình. Nếu nữa chưa vừa ăn thì mình cho thêm cái bột nêm. Không sao kể, tại vì cái bún mình nó còn nóng á, mình bỏ bột nêm vô thì nó tan hết rồi các bạn à. Thì cái bún xào chay á, mình đã làm xong rồi nè các bạn. Rất là ngon, cái cọng bún của mình nó khô á, nó ngon, nó không có bị nhão đâu đó. Thì Helen cũng chuẩn bị cho mình chén đây đó, mình bỏ chút xíu nước tương nè, mình chan chút xíu nước tương vô. Ăn rất là ngon các bạn à. Cái này mình xào như thế này rất là đơn giản, nhanh mà nó không có bị nát, nó rất là ngon. Ngon lắm. Ăn nó vừa. Còn bún nó dai nó rất là ngon. Thì cái bún xào chay ấy, mình đã xào xong rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem nha. Nếu bạn nào thích cái món này thì vào bếp làm cái món bún xào chay, bún đại hàng xào chay nè, cho cả nhà mình ăn nha. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra xem. Hẹn gặp lại, bye bye.